Hello anh em và chào mừng em đã trở lại với thế giới Dynamons và mình là Thành Ezzy đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký cho mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục thôi, tiếp tục cuộc hành trình và đi thu phục những cái loài Dynamon mới. Thì mình sẽ cần phải mua thêm những cái đĩa mềm anh em ạ. Đĩa mềm thì nó sẽ có giá là 15 đồng. Ui đắt thế nhờ, làm sao mà ta có thể là chúng ta có cách là lấy tiền đây này. 23 đồng là chúng ta sẽ có thể mua được thêm có một cái thôi à. Không ổn lắm nhờ. Free, chúng ta có thể xem quảng cáo và được kiếm thêm được 8 đồng free nữa. Có vẻ như rất là khó để có thể kiếm được mấy cái này. Chúng ta sẽ có thể là bán item không nhờ? Item mình có thể bán được không? Mình đánh nhau với mấy con này thì nó sẽ cho mình những cái ấy thôi, những cái item thôi chứ không phải là cho cái chính kia là cái hai cái đĩa mềm này, có nghĩa là nó sẽ có hai loài Pokemon của nó trong này nhá. Thì chúng ta sẽ dùng con nước thôi, con này là con hệ lửa đúng không? Mình có nước rất là khỏe ở đây rồi. Rồi. Xịt ạ. Ôi ôi, chết rồi. Chúng ta sẽ có nó cho hệ lửa. Hệ lửa sẽ là yếu đối với hệ nước, yếu đối với con voi của mình. Một hit đây. Một chiêu nữa chúng ta sẽ cần có một chiêu hệ nước nữa anh em ạ. Không có chiêu hệ nước là chúng ta sẽ hơi khó đánh với con này. Chúng ta sẽ sử dụng một chiêu nước này. Và đây thì mình sẽ tấn công luôn. Nó khỏe nhờ. Sonic Shock nào. Sonic Wave. À Sonic Shock. Sonic Shock còn khỏe hơn cả cái chiêu Flash này. Flash hình như có khả năng là stun thì phải. Ở đây là một chiêu xoáy sốc tiếp theo. Đấy, tiếp theo sẽ là con vịt. Con vịt thì chúng ta sẽ cần hệ lá. Mình sẽ cần con Leaf Frog này. Nhớ đây là nó chưa lên cấp và nó chưa có skill mới. Cấp 5 thì nó mới mở cho chúng ta một skill nữa. Chết rồi. Khó chơi ở đây. Chúng ta phải đánh con sấm sét nhỉ, chắc là được. Mình sẽ dùng cái chiêu này. Hurricane. Oh, hay đấy. Sonic Shock bình thường thôi, chúng ta có thể tăng cả thủ lên này. Một hit Sonic Shock. Con chim mỏ dài ở đây. Mình sẽ tiếp tục dùng cái chiêu này nhá. Nó còn khá nhiều máu, phải hai đòn nữa thì con Ducedo này thì mình chết được. Hurricane luôn. Chết luôn không? Không chết. Chúng ta sẽ luyện cho con Ếch nha. Mình đang quán luyện cho con Ếch trước. Mình sẽ đổi sang con Ếch ở đây. Và con Ếch sẽ tấn công thôi. Sonic này. Sonic Shock chết luôn. Hay quá. Và con X sẽ lên được level rồi. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ lên được level 4. Và chúng ta sẽ cần 90 viên đá để có thể nâng cấp cho con này lên. Nó sẽ unlock được hai cái skill. Một chiêu là chiêu lá này, Leaf Strike. Và một chiêu nữa. Ở đây chúng ta sẽ cho vào trong cái bảng chiến thức của mình. Đấy. Con này cần luyện lên. Con này cũng lên cấp này. Nhưng mình sẽ không cho con này lên, mình không thích con này lắm. Chúng ta sẽ kiếm thêm được 5 coin. Mỗi một trận thắng sẽ được 5 coin. 3 trận thắng là chúng ta sẽ kiếm mình sẽ cần đổi cái bọn Pokemon đã. Mình không thích con này lắm, mình sẽ cần con khác. Mình sẽ có một số con ở đây. Mình sẽ cần con Hopchop nhỉ. Hopchop hay là con hệ lửa ta. Con nhím lửa. Mình thích con nhím lửa hơn, như thế này đi. Rồi, và chúng ta sẽ vào đây đánh tiếp. Mình sẽ cần thêm một vài cái tiền nữa để mình có thể là mua thêm, đi bắt thêm những cái loài Pokemon trong này. Sấm sét à? Chết rồi. Sấm sét thì nó sẽ sợ hệ lửa và hệ lá anh em ạ. Đây có hệ lửa đây. Hệ lửa. Nhưng mà con này không có chiêu lửa. Chỉ có con Leaf Frog thì có chiêu lá này. Strong Attack yếu quá. Không ăn thua rồi. Chết rồi. Đấy xịt rồi anh em. Hình như nó tận đến 2 con hay 1 con nhỉ. Máy quát tim này có 1 con thôi. Cố lên nào. Mình sẽ dùng con Snowkey. Và nó khắc chế hệ nước kìa. Không được rồi. Đấy con này đi. Sử dụng cào thôi. Cào thường. Con nhím lửa. Uầy Hurricane. Tạo ra một chiêu lúc xoáy luôn. Scrap. Thêm phát nữa nhỉ. Đấy xịt rồi. Scrap này, cào nó. Hay lắm.
và nó sẽ regen, nó sẽ hồi máu và tăng thủ lên rồi. Cái chiêu hay quá nhỉ. Đấy, chiêu rất là hay. Đàm to thế. Nó làm giảm cái đam mình xuống rất là nhiều. Sonic Shock à? Mình có nên đổi con khác không nhỉ? Mình sẽ nên đổi sang con lá đi. Đây, dù chiêu này nó khỏe này. Strong Attack. Gần chết rồi. Từ từ. Mình sẽ là đổi sang con Snooki trước. Chiêu nước này. Nó còn một tí máu anh em ạ. Nó sắp chết rồi. Ui, tăng thủ và tăng máu. Chiêu khó chịu thế. Không sao, mình level 7 rồi cơ. Level 7, đánh nhau với level 7. Chết luôn đi không? Chết đi. Nó còn một tí máu và ta sẽ dùng chiêu lá nhá. Lại regen rồi, khó chịu chưa? Thủ tăng quá cao luôn. Một hit nữa thôi, nó sẽ chết rồi. Đảm bảo một hit nữa sẽ chết. Mình sẽ đổi sang con lá đi. Không biết là một chiêu lá này của mình có giết được nó không. Con Leaf Frog của mình sẽ chết rồi anh em. Hơi buồn rồi. Không sao, mình sẽ lượn cho con lửa này cũng được. Flash. Mãi mới giết được con này. Và chúng ta sẽ kiếm được thêm 5 tiền nữa, 5 đồng tiền nữa. Đây, con này sẽ lên được một cái đoạn level khá là lớn. Chúng ta được thêm một cái bình tăng máu và một cái lọ. Quảng cáo khoảng có 5 giây thôi. Nó sẽ chuẩn bị tắt rồi này. 2, 1. Ơ, không tắt ở đây rồi. May quá, vẫn tắt được. Và chúng ta sẽ phần thưởng đây này. Đấy. Rồi, và chúng ta sẽ được thêm đồ. Mua thêm một cái để có thể bắt thêm được con Pokemon trong này. Đi tìm Pokemon mới nào. Hôm qua bắt được con rắn đấy nhỉ? Hình như là hôm qua là mình chưa bắt được con rắn đâu. Mình sẽ đổi sang con Leaf Frog rồi nhỉ? Con X này rất là đẹp. Và chúng ta có chiêu lá đây. Chiêu lá sẽ là Strong Attack đối với một con hệ nước. Quick Attack không ăn thua. Đây, cứ dùng chiêu lá thôi. Siêu thấm luôn. Nhê. Yeah. Con này con cáo nước à? Con cáo nước thì mình có rồi. Hôm qua mình vừa bắt cái con cáo này xong. Giờ mình tấn công vào luôn này. View Frogs hay lắm. Thành công. Và chúng ta đã đánh bại được xong một con cáo nước và mình sắp lên cấp rồi. Chúng ta kiếm thêm được một vài cái điểm ở đây nữa. Ở đây sẽ có người chơi này. Vấn đề nó có cho tiền hay không ấy. Item ở đây mình có tận 2 cái cơ. Chúng ta đi bắt mấy con thú mới đi á. Luyện cho cái bọn chính của ta lên khỏe đã. Một con Ducedo. Con này thì mình sẽ vẫn dùng chiêu lá thôi. Khá là khỏe. Nó level 5, nó khỏe hơn mình một chút. Một chiêu này. Leaf Try, Strong Attack. Và chúng ta sẽ còn một nửa máu của nó thôi. Nó sắp chết rồi. Một hit nữa. Lên. Ồ, hay lắm. Rất là thấm luôn nha. Frozen. Đóng băng à. Này, đóng băng này. Có chịu được một phát nữa không? Một phát thôi nó sẽ chết. Nó tăng cái nộ khí, tăng cái tấn công lên. Nhưng mình đã hạ nó trước khi nó kịp tấn công rồi. Hay lắm. Chúng ta sẽ lên thêm một cấp nữa. Level 5 và... có unlock được thêm chiêu gì không nhỉ? Không không. Đấy, và chúng ta lên thêm một nửa cấp 5 nữa. Mình được thêm một số cái berry. Không biết để làm gì. Team này. Máu đang được hồi đúng không? Con này đang hồi máu. Con này đang hồi máu. Lên level nó sẽ tự động hồi máu nhá. Chúng ta sẽ đánh ở chỗ nào đây? Chỗ này chưa đánh được. Tận 2 con cơ. Hay mình sang cái khu vực mới đi. Mình muốn đánh nốt ở chỗ này đã để xem có con Pokemon nào mới không. Con Pison này, Piton này. Con này hôm qua mình có chưa nhờ? Chưa rồi. Con này không nhớ là có chưa đó. Một con bóng tối này. Hình như qua mình đánh chết nó thì phải. Con này thì nó sẽ sợ hệ nước và hệ sấm sét. Đấy chà. Mình phải đổi sang con Snooki à. Hệ nước đây. Ở góc trái nó sẽ có cái hiệu ứng hệ nha. Giảm tấn công. Và vừa mất máu luôn. Uầy. Critical. Khỏe thế nhờ. Solid Shock.
không biết có giết được không đây. Đấy, khỏe quá. Một hit nữa này. Sắp chết chưa? Đánh xịt rồi. Hay lắm. Chiều nước này anh em. Bắt nó thôi. Cho bắt con rắn này nha. Đấy xịt rồi em ơi. Chúng ta sẽ bắt con rắn này. Mình chưa có con rắn nên sẽ bắt nó luôn. Cho vào cái đĩa mềm. Đấy đấy đấy. Bắt đi vào. Vào đây. Bắt được. Ôi, nó phá vỡ cái đĩa mềm rồi. Điên thế nhở. Con rắn này có vẻ nghe chừng là rất là khó bắt, đúng không? Không quay như nó cũng sẽ phá vỡ mấy cái đĩa mềm của mình thì phải. Bắt được rồi. Vàng là sẽ bắt được con rắn anh em ạ. Đó, cho nên có thêm con rắn nữa vào trong team. Ơ không, con rắn như mình có rồi à? Đó, không phải, không phải. Chúng ta bắt con rắn là con mới. Con rắn là con mới nhá. Hay quá, tuyệt vời. Quá tức là tốt luôn. Mình đã bắt được có thêm con rắn rồi anh em ạ. Và tắt cái này đi. Rồi, và chúng ta sẽ cho rắn vào trong team được không nhỉ? Đây, mình xem nào. Trong cái team của chúng ta. Đấy, bây giờ mình có rắn này. Còn Pisiton, mình chưa từng có cái hệ bóng tối bao giờ cả. Có vẻ như đẹp. Nhưng mà mình sẽ thay con nào đây? Thay cho con này đi. Quá ngon luôn. Mình sẽ test thử ở đây luôn. Con rắn mới của chúng ta, level 5 đấy. Bóng tối, có vẻ như rất là mạnh. Cái quái nào gặp nhiều con Pisiton nhỉ? Mình sẽ đổi sang con này đi. Nó sẽ có 3 chiều luôn kìa. Chiều này hệ cắn hệ nước à? Thử xem nào. Poison Bite. Nó sẽ có một đòn ui, Quick Attack khỏe thế. Quick Attack này khỏe chưa? Đàm siêu to nhờ. Và chiêu cuối cùng là chiêu gì đây? Phân thân à? Nhưng con này cắn thì siêu thấm rồi anh em ạ. Lúc ấy vừa được critical luôn. Đấy chà. Bây giờ kiểu gì cũng phải chết thôi. À, lúc ấy mình được cái tỷ lệ critical này đam thôi. Chứ bình thường nó đánh nó yếu mà, không khỏe lắm đâu. Đấy, Python. Một thêm 165 đá này. Cái này cày cực nhiều luôn. À, mình sang cái khu vực khác đi. Sang thế giới khác đi. Mình sẽ có cái Winter này. Đấy, sang bên này luôn. Lấy vàng luôn đây. Đấy, đây có vàng này. Tốt quá. Đây là Giáng sinh à? Hay chưa? Ở đây sẽ có con gì mới hay không? Để xem nhá. Nhưng mà chết rồi. Mình sợ hệ nước à? Chết rồi. Poison đây. Quick Attack. Khá là khỏe nhờ. Đánh con xịt chứ. Chiêu gì đây? Phân thân ra. Tăng cái độ chính xác. À, giảm độ chính xác của kẻ địch. Ồ, có thêm cả chiêu bay nữa kìa. Hay chưa? Con này rất khỏe nha, con rắn này. Mình sẽ dùng con rắn anh em ạ. Chỉ ở mỗi tội là nó sẽ khắc hệ mình thôi. Một hit nữa. Tấn công có chính xác không? Ui, vẫn chính xác. Như thường luôn. Một hit này, chết cho em. Hay lắm, chúng ta thắng cái trận này. Và mình sẽ lên cấp không? Có, mình sẽ lên được cấp 6 đây. Rồi, khỏe hơn đấy. Lên cấp 6 và chúng ta sẽ tăng công. Uầy, công này khỏe thế. Tiếp theo về đây xem có nào không. Đây, về đâu đây? Điểm đầu tiên à? Vẫn là con này à? Rồi, mình sẽ búp cho nó. Mình sẽ đổi. Đổi sang con lá đi. Con lá thì gặp hệ nước thì nó khỏe hơn. Đấy. Đam yếu quá nhờ. Con Leaf Frog này đam yếu quá. Đam bé tí luôn đấy. Con này cũng học được một cái chiêu giảm độ chính xác nó xuống này. Thử không? Đấy. Phân thân ra. Đấy. Độ chính xác nó giảm xuống rồi. Nhưng mà vẫn đánh được mình. Bó tay. Một hit nữa thôi. Ừ. Cái chiêu đấy có thể tự động cắn con này luôn này. Hay chưa? Gần chết rồi. Một phát nữa. Nó tự giết nó. Cái bị choáng choáng đấy nó có thể tự động đánh nó nhá. Hay phết. Con này sẽ lên level 6. Mình sẽ level up cho nó lên luôn. Đó. Attack thì hơi thấp. Mà chiêu cũng khá hay. Mình đang cần một con lá. Thì con này sẽ để trong team chính luôn.
trước khi ta bắt được thêm con nào mới, đúng không? Ở hiện tại thế đã. Tim này, máu đang hồi, con này đang hồi. Một phút nữa sẽ hồi xong. Hồi lâu thế. Chúng ta vào đây để xem mà trong này có gì không. À, có một con mới này. Nhưng mình hết đấy rồi. Mình hết cái đĩa mềm rồi. Đánh sao đây? Con nước à? Khó nhỉ. Mình hết cái đĩa mềm rồi. Nên không làm gì được. Đấy, mình nên cho nó cái chiêu này đi. Chiêu giảm độ chính xác này xuống này. Chiêu này mới là quan trọng này. Hơi hay nhất chiêu này của mình. Đấy. À, nó sẽ không có cái chiêu ở trên đầu nhỉ. Không có cái hiệu ứng bị choáng nhỉ. Ôi xịt rồi. Khó chơi, khó chơi. Thật sự khó chơi đây. Rồi, đánh liên tục luôn. Hurricane. Ồ, gần chết. Đổi sang con rắn này. Con này hình như có cái chiêu tránh cái confuse thì phải, đúng không? Chính xác như vậy. Vẫn dính nhỉ. Thích quái này nhỉ. Quick attack yếu lắm. Không ổn rồi. Đều là đòn strong attack anh em ạ. Chiêu này không ăn thua luôn. Ôi chết luôn kìa. Hay lắm. Chúng ta sẽ lên được một số level cho Leapfrog. Con này cũng thế. Khá là tốt ta nhỉ. Nhưng mà cái này thì không có cái hồi máu như cái tựa game mà mình chơi tối hôm qua. Tựa game Nexomon thì có hẳn một cái con hồi máu cơ. Một con y tá đứng ngay cạnh mình. Cái đấy mới hay. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mình sẽ sang bên nào bây giờ? Bây giờ thì hiện tại mình có mở ra khu vực mới à? Thế giới mới à? Không. Vẫn thế. Mình sẽ đánh giá sau đi. Chúng ta cần lấy vàng trước này. Có 14 vàng thôi nhỉ. Đây rồi. Là chúng ta sẽ mua thêm được cái đĩa mềm nữa anh em ạ. Và mình sẽ bắt thêm được một con nữa. Trong này chúng ta sẽ vào shop và mua thêm một cái đĩa mềm nữa này. Đấy. Và đi bắt thêm một con nữa thôi. Ở đâu đây? Đây. Hy vọng sẽ có con mới trong này. Để xem con này con gì. Con mới này anh em ơi. Dễ thương chưa? Bắt không? Chắc là bắt đi. Con rắn của mình có vẻ khá là thích mấy con lá này. Quick attack rất là trâu bò nhờ. Chiều lá như không thấm với mình luôn đấy. Một hit gần chết rồi. Bắt nó thôi. Hoặc là mình sẽ đánh nó một phát nhẹ nhàng ấy. Thật là nhẹ thôi. Chiêu nào đây? Chiêu này đi. Mà sợ nó chết mất. Ôi chết thật ạ. Đùa. Mình đang muốn bắt con này quá mà. Mà giết nó luôn kìa. Bó tay luôn. Thôi không sao, đằng nào thì ta sẽ gặp lại thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại mấy cái thế giới này và lụm vàng đã. Vàng là quan trọng, đúng không? Ở đây có vàng không? Không có vàng luôn. Cái vàng nó sẽ xuất hiện một số thời điểm thôi. Bên này vẫn chưa mở được hết này. Ở đây có vàng không? Không hề có vàng. Không ấn được. Bây giờ chỉ có cách là xem quảng cáo thôi thì mới ra vàng được. Trong này còn nhiều con mình chưa bắt được lắm. Nhiều con đẹp lắm. Anh em ạ, và mình sẽ bắt dần dần hết nhá. Chúng ta gặp con gì đây? Cầu mong sẽ con mới. Đúng là một con mới thật ạ. Một con sứa bạch tuộc. Bắt con này thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ sưu tập tất cả cái loài Pokemon ở trong này nhá. Tất cả những con có thể. Một hit đây. Rồi. Sắp chết rồi. Một chiêu thôi. Một chiêu nữa sẽ bắt nó là được. Bắt nó. Bằng này máu thì nó hơi cao quá nhỉ. Mình sợ mình sẽ mất một cái đĩa đấy. Để thử xem. May mắn thì chúng ta sẽ không mất. Vào đi nào. Đỏ là thất bại. Bà vàng rồi. Và hay lắm. Chúng ta sẽ có thêm một con mới ở trong này. Hay tuyệt vời. Một con nước. Con nước này có vẻ khỏe đây. Level up à. Cho để sau đi. Tại vì là mình sợ sẽ có những con nó khỏe hơn đấy. Hay quá, team chúng ta sẽ có thêm một con mới rồi. Đây anh em ơi, team của mình bây giờ sẽ những con này. Ở đâu nhỉ? Con mới đâu? Đây ạ, đâu? Con này đúng không? Đấy, con mới của chúng ta 22 giây nữa nó sẽ hồi. Đấy, team này đẹp phết.
Ok thì mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Thế giới Dynamon. Bye bye.